Như chào cô chú anh chị và các bạn xem kênh Nắng Đẹp Miền Tây nha. Chào cả nhà. Hôm nay thì hai chị em của Như cũng sắp xếp được thời gian là tranh thủ ngày hôm nay để đi khám phá lang thang ở tỉnh Biên. Thì hiện tại là Như đang có mặt tại quán ven sông. Thì hôm trước mấy chị em cũng có mời ba mẹ ghé quán này một lần rồi. Thì thấy ở đây bán các loại đồ ăn đồ đồng á, như là giá cả Bình Dân mà đồ ăn thì cũng hợp khẩu vị á. Nên là hôm nay hai chị em có việc thì lại muốn ghé đây một lần nữa. Thì hôm trước á, mình ghé thì nước lên rất là nhiều nha, nhưng mà hôm nay thì phong cảnh đã thay đổi rất là nhiều rồi, nên là Như cũng mời cô chú cùng theo dõi cái video clip ngày hôm nay nha. Hôm nay mình hai chị em cũng lựa được cái view ngồi là thấy bên kia là đồng luôn nè, đây là con sông chính giữa, là con sông nha. Nãy giờ thấy cá nó đớp với nhau quá trời luôn. Giờ mình đi lên một cái trời nha, ở đây rất là mát mẻ luôn á. Cô chú anh chị thấy em cánh đồng xanh mướt luôn á. Trời mà này mát ghê ha. Hay chăng chỗ này mát mà chỗ này đó giờ mình chưa ngồi, bữa hổm thì mình ngồi ở trong kia. Ôi, bữa hổm mình đâu có ra được tới đây đâu nha. Bữa hổm là trời, bữa hổm là nước ngập á. Nhưng mà em thấy hình như là cái chỗ cái trời này mấy cô mới cắt lên sao cắt hay sao á. Chứ bữa hổm nước ngập ra tới đây luôn. Bữa hổm là chỉ có cái trời tới đó thôi. Mát tại quá. Bữa hổm là mùa nước lũ á, rồi nước ở bên đập xả ra đó. Rồi không biết sao là ruộng nữa nè. Ngập đợt đó là mấy anh chị nhân viên là khiêng cây cối thì lên để nó ngập cái rễ nó chết nhóc cái chân luôn. Cá giữa nó sao đớp quá trời đớp luôn. Ở đây giăng lưới là dính nó nha, kìa đớp kìa. Kìa nó nhảy kìa. Ồ. Đúng là đồ độc luôn đó. Rồi, không khí rất là mát mẻ luôn á. Ai mà thích hương đồng gió nội là ở đây là phù hợp luôn. Hôm nay hai chị em mình cũng có nhiều kế hoạch ở tỉnh Biên lắm. Nhưng mà phải đầu tiên trước. Là phải ăn trước. Có thật mới giật được trước. Đạo. Thì đây là cái menu của quán nè cô chú anh chị. Thì trong đây là có đầy đủ các loại cua cá đồng luôn, là có cá lóc đồng nè, cá chê, cá lăng, cá linh, cá chập. Thì mình có thể làm các món như là nấu canh chua hay là kho tiêu, chiên, là chiên bột, chiên giòn, món nào cũng ngon hết trơn. Tại vì cá đồng là ngon à. Do là ở đây bán đồ đồng á cô chú anh chị, bởi vì cái menu á nó cũng ít món hơn á, nó cũng đơn giản. Nó không có đa dạng như những quán nhậu khác. Ở đây có lương nè. Dạ, lương là xả, xào xả ớt. Còn ớt nữa. Lụm hay mình ăn cái lẩu ớt đi ha. Hai chị em Như thì hảo ớt hơn là mấy cái khác. Hơn là gắn dưa. Gắn dưa luôn là ít ăn lắm. Ở đây có chuột chiên mắm xoài. Như cô nói đây là cái món này cũng ngon lắm. Chuột chiên mắm xoài. Chuột chiên mắm xoài. Lạ ta, ủa sao lạ vậy? Best seller. Mà ra là có khô đó cô chú anh chị. Là có càng cua nè, có ốc nè, có gà. Hôm trước thì mình có ăn thử cái món ốc hấp cơm mẻ cũng rất là ngon luôn. Mẹ khen quá trời luôn. Rồi đây mình chốt lên mình kêu món gì đây? Ăn cá chạch không? Hồi đợt trước ăn cá chạch thấy ngon quá. Vậy mình kêu một chỉ cá chạch chiên giòn đi. Cá chạch chiên giòn chấm mắm me. Ngon lắm luôn. Hấp sảy luôn. Nhắc tới là lẩu ớt đi ha. Kêu trước hai món đi. Thôi, giờ đây, đây là cái phần mà hồi sớm mấy chị em mình đi dọc đường thì mua được nè. Đây theo cái lịch trình của mấy chị em ôi trời gớt rồi. Thì mấy chị em mình định ghé chợ tỉnh Biên để mua một số bánh mứt nhà kia với lại nước ngọt á, để mình ăn Tết á. Nhưng mà hai chị em vô tới chợ rồi thì thấy quá trời đồ luôn, rồi bị choáng luôn cô chú anh chị, rồi không biết mua được, không mua được gì hết trơn á. Rồi ra ngoài đầu cổng chợ thì mua được ít me. Thì me này gọi là me vút bột với me hái, với me hái. Thì ở đây giới thiệu với cô chú anh chị, đây là cái trái hồng quân. Thì không biết là cô chú anh chị có biết cái trái hồng quân không nữa. Thì thường cái trái hồng quân này là ở cái cạnh núi cả nhà trồng nhiều hơn, ở cạnh mình thì không ít thấy lắm. Trái hồng quân này là thuộc vùng núi mới có. Nó như trái trứng cá vậy đó cô chú anh chị. Ai thấy thì giống gì không? Như hàng gỗ. Thì cái trái này á là nó màu cái màu nó mà nó chuyển qua màu tím gì nè cả nhà là nó chín rồi. Mà trước khi ăn là mình phải bóp đều. Mình qua cái này là mình phải có cái gì ta? Cái mẹo ha, cái tiếp nhỏ. Đúng rồi. Cho mình phải lăn cho nó mềm á cả nhà. Rồi đi đây cho bố. Lăn vậy á ăn nó sẽ ngọt hơn, còn mình để nguyên trái mình cắn vô nó bị chát á, nó chát lắm luôn á, ăn không nổi. Như mấy cái trái này là trái còn sống nè, còn mấy trái như Nga đang cầm là trái màu tím đậm nè. Mình lúc mình mua về thì cái trái nó không có được mềm nha, nó hơi cứng cứng. Mà mình giò giống như là nó bị giặt luôn á, nó mềm nhũn luôn vậy nè. Đang mới ngon xong rồi mình cắn một lỗ. Rồi cái trái này như rất là thích luôn á. Nó bóng lưỡng à. Mời cô chú anh chị thử nha. Như trái trứng cá, ở trong nó như trứng cá vậy. Ở trong à. Nó rất là ngọt luôn á. Ở trong thì nó cũng hộp giống như là trứng cá đó, nhưng mà có hộp cái hộp cứng của nó nhiều hơn. Ngọt chứ hả? Cái trái này chín như lắm rồi.
Hồi nãy chú nói là cuối mùa rồi, bởi vì nó còn sót là mỗi một cây chỉ có vài trái thôi cả nhà. Mình gom nhiều cây mới được mớ để bán rồi á. Hay chị bình thường cái bình thường mình thèm cái trái này lắm, nào mà mua kiếm mua không có. Nó ngọt lắm luôn á chàng. Hồi sáng nay hai chị em mình mua được 1 ký hồng quân đó cô chú anh chị. Có giá là 40.000, mình mua ở dọc đường á, dọc đường Tỉnh Biên á. Thì mình sẽ quay cảnh cảnh cho cô chú anh chị thấy cách ăn nha. Đây, mình để vậy nè. Mình cứ so như là nó mềm à. Mình dò cho nó giật ở trong luôn á, giật phần thịt luôn á. Đây, mềm mà nó mềm nhũng luôn á. Còn cái trái này nè, trái này là chưa dò nha, nó cứng ngắt à. Mình gò vô nó cứng, còn trái này nó mềm nè. Mình cắn thử. Đây, ở bên trong nè. Bên trong nó như trái trứng cá cả nha. Nè. Mời cô chú anh chị nha. Ngọt ghê luôn á. Ngon ha, ngon hơn trứng cá luôn á. Ở bên trong nó có hộp. Trời như rất là thích trái này luôn á. Mà mình phải đi về Chi Tôn, Tịnh Biên thì mua mới có. Còn ở chợ mình thì ít bán lắm. Em tưởng đâu qua đợt lâu rồi, ai ngờ nó gặp bán mừng quá trời. Đây, hồi sáng đây mua 1 cái nửa ký. Cái này là me hái. Còn cái trái này là me giúp bột rồi cả nhà. Nó cứng, nó còn cứng. Để mình lọc cho cô chú anh chị xem thử nha. Bước cái gầu. Ôi cái trái này dễ lột chứ. Cái trái này dễ lột nè. Me giúp bột là nó, cái phần thịt nó còn xanh xanh vậy đó cô chú anh chị. Cái này nó có hai loại, là loại nhất nữa nhưng mà em mua loại nhì. Loại nhất thì là 1.2 hay nha. 1.4 cái chị. 1.4, cái này là 70.000 hả? 70.000. Một phần nữa loại nhất. Cái trái thì nó không có to không nhưng mà dễ lột nha. Đang coi coi ngọt không. Đây. Thử không có muối. Ngọt nha. Ngọt thiệt không? Ngọt. Thường thường cái me giúp bột nó ngọt. Ít chua lắm. Ở bên trong là bột không à. Mua cái hàng loại nó vàng ghê luôn nha. Mua cái hàng loại 2 mà ăn cũng chất lượng lắm. Còn đây là me hái. Không có cô này bán hái cũng ngon quá ta. Thấy nó me hái dễ bị hư lắm á nha. Dạ đúng rồi. Dễ bị mọt ở trong. Đây. Lột ra cái một luôn. Cái kem me hái với cái kem giúp me giúp bột là khác hả ta? Khác giống không? Chỉ cũng gần á. Chỉ biết là me giúp bột là nó mất tiền hơn thôi. Nó ngọt ngay luôn. Ngọt ngay luôn không hả? Có đâu, không có miếng chua nữa chứ. Trời ơi, nghe ăn mà nuốt nước miếng luôn á. Đó, đây là hai cái món mà hai chị mình ăn giặt nè. Ngày đi chưa có được gì hết mà mua trái cây không à. Không rồi. Trong thời gian để cô làm đồ ăn đem ra nữa. Bình thường gặp trái cây là ham lắm. Hồi nãy chạy dọc đường gặp trái quách nữa. Hồi giờ chắc mua ghé mua kéo ra trái quách nữa. Thì đây là cái lẩu ếch mà hai chị em như kêu nè. Lẩu ếch này là cô nấu với lại măng chua. Nên là nó có cái mùi cũng rất là đặc biệt nha. Đây ếch nè cô chú anh chị. Có trong này là có măng nè, có khóm. Giờ mình sẽ để xôi rồi mình để rau vô. Mình nêm thử miếng nước này. Có gì khác không? Nó cũng chua chua, cay cay nhưng mà nó có cái mùi của măng á. Măng nó hơi nồng à? Mùi mà nó măng chua hay măng khô vậy đó, măng chua á. Này măng chua á. Nó hơi nồng nha. Nên cô chú anh chị nào mà không ăn được mùi này là chắc ăn không được. Mình ăn vô thấy hơi nồng thiệt á. Đây là dĩa cá chạch. Đây là cái món mà Như cảm thấy là ngon nhất ở đây á. Cái thịt đồng chiên rồi mình chấm với lên mắm me. Mình bóc lên đi cho nó ngon. Đây mắm me. Thịt đồng thì mùa này thì không có bự nha cô chú anh chị. Cái nhỏ mình nhai xương được luôn. Hồi nãy đem ra là giòn dữ lắm luôn. Mà hai chị em mình kiếm cái chỗ đây mà quay trời sáng á. Quay lại cá nó cái muốn mềm. Cái cảnh ở phía sau đồng thì nó bị chói nắng nên mình không có quay thấy được á cô chú anh chị. Nên bây giờ quay tạm vô phía trong. Mình gỡ một cái chòi để mình quay thấy cảnh lúa nè, cảnh núi nè. Mà có cục bị chá quá quay không được. Rất là đẹp luôn mà bị chá không có thấy. Đây nha, ăn cái thịt trước nha. Chị em thử con coi. Ngon lắm luôn á. Cái này mình ăn không no thôi luôn.
Cái này ăn biết như cho đủ chuyện. Đây cái lẩu xoay rồi, như cho mấy cái thằng cà chua vô trước nha. Chấm cái lẩu ớt này mình ăn với lại rau muống nè, giá nè. Bông điên điển nữa. Trời ơi, mùa này còn bông điên điển là cũng quý lắm á. Mời cô chú anh chị nha. Nhưng mà cái mùi măng này nó đặc biệt sao ta? Thịt cá mềm nó thơm, chấm thêm mắm me chua chua nữa. Ngon ha. Hết sảy. Cá chạch đó, cá chạch mình làm khô cũng ngon, hay mình chiên tươi, mình chiên giòn ăn, cái nào cũng ngon chứ. Em thấy á, cái loại mà nhỏ nhỏ cỡ này nè cô chú anh chị. Mình phơi khô, mình phơi chừng 2 nắng thôi. Trời ơi, đem vô nướng ha, chấm mắm me ăn cũng gì bằng lắm. Nhớ hồi xưa nhà mình hay không? Mẹ gấp chợ á, rồi hay mua cái chạch nhỏ nhỏ nè, trời ơi, giờ phơi nắng ăn nướng ngon gì đâu. Lúc mà như với nha, lúc mà còn học tiểu học á, còn nhỏ á, thì mẹ với lại bác hai đi gấp chợ, rồi cái có cá ngon á, hay mua về đem mình làm khô. Thì mẹ mua cái chạch này nè về cái làm khô, cái mấy bữa mà trời mưa á, cái ở nhà mấy chị em súng nhào nướng rồi cái làm mắm me ăn á. Ăn mì liền luôn á. Ngon mà nó vui lắm luôn á. Nhưng mà cô chú anh chị nha, nãy mình quên mời cô chú anh chị ăn cái chập. Đây mình sẽ ăn một cái đùi ớt. Để mình test thử coi đúng rồi đồ đồng. Ở đây có đồ đồng đó nè. Thơm cái gì vậy? Thơm mà nó dai. Cái sữa bún cái này cũng nhuyễn nha, ăn nó cũng ngon hơn. Dạ. Sao tắt cho nó sôi lên thiệt sôi đi nha. Ngon ha, cái mùi nó hay hăng mà ăn dấu thanh ghê. Ăn đi kiện. À, hồi trước giờ nhà mình đâu có biết nấu cái này đâu nha. Biết có giá, có điên điển cho nó muốn nè. Vậy là phải học hỏi được món này nữa. Mà ở chợ mình không biết có cho ít đồng không. Tại mùa mưa nhiều mới có. Em thấy đa số giờ ít nuôi không à? Mỗi năm là Tết đâu có mưa đúng không? Mà hẳn gà ở quê cũng như là mưa gào. Mưa phùng á, nó lâm gâm á. Lâm gâm hẳn gà là mấy bữa rồi đó. Nghỉ Tết mà mưa vậy chắc buồn lắm á cả nhà. Thường là mùa hè mới có mưa. Lúc mà mình nghỉ hè nha. Trời ơi mưa. Hôm nay cũng là 19 Tết đó cô chú anh chị. Nên là hai chị em Như sẽ tranh thủ đi chơi ngày hôm nay. Xong rồi ngày mai là bắt đầu là phải bắt tay vô dọn dẹp nhà đó. Không biết là cô chú anh chị có chuẩn bị gì cho Tết chưa? Chứ Tết sát đến đích rồi. Sao mà năm nay á, nhưng mà cái thời điểm này mọi năm á là như thế là rất là nôn nao rồi. Là mọi người rất là tất bật nguyên chuẩn bị cho Tết rồi. Nhưng mà năm nay sao thấy nó hơi im điểm xíu. Tại năm nay Tết tới sớm á, sớm hơn một tháng phùng. Chứ bình thường là ngày này năm trước thì chắc là đang trong Tết Tây á. Không biết là tại mình lớn hay là mình không nôn Tết nữa hay sao nha. Nhưng mà năm nay thấy không có nôn thiệt. Nhưng mà từ gì mình cũng phải chuẩn bị nè. Mình phải lau dọn dẹp nhà, lau dọn để 23 thì mình đưa ông Tám về trời, rồi tới ngày 28 thì mình sẽ rước ông bà. Thì Tết đó cũng như thế là cũng hay á, có nhiều cái ngày á nha, dạ. Cái ngày để mình tưởng nhớ ông bà tổ tiên á. Không biết ăn Tết lớn không, như chứ năm nào là cũng phải dọn dẹp chứ. Lớn không lớn thì mình cũng phải có bánh mứt này kia để cúng ông bà. Dạ. Hôm nay là không có thèm kẹo mứt nữa. Lớn rồi. Cái nước lẩu này nó hanh quá ha ta, nó không có bị nồng cái mùi măng đó. Bưng cái nồi lẩu ra thấy nó nồng thiệt nhưng mà ăn vô thì nó hanh. Không, cái măng này nồng. Cái măng này mình ăn nguyên miếng thì lại thấy nó mềm, nó giòn. Còn mình cắn không đứt. Sao nãy sao cô không cắt miếng nhỏ ra ta, cô chú anh chị nhìn nè nguyên miếng măng. Giống như nguyên cây luôn. Nhưng mà nó ăn cũng được chứ nó không có là khó ăn quá. Để em ăn thử nha. Ủa sao nó bự như te. Mà cô chú anh chị thử miếng măng nha. Ủa nó cay quá. Mình đừng có chấm để mình thử cái miếng măng thử coi nó độ nguyên chất không. Cái chua chua nhẹ. Nãy thì ngăn ớt chưa? Em ăn rồi, em ăn hai cái đùi rồi đó. Cái quán này của chú anh chị đặc biệt nha. Là mình có thể đi vào bất kỳ cái thời điểm nào mình đều được thưởng thức cái món đồng á. Là cá đồng, cua đồng. Tuy nhiên là cái món cá linh á, là cô chú anh chị phải đi vào cái tháng 9 tới tháng 11 là cái mùa nước nổi á. Thì mình mới được thưởng thức món cá linh.
Còn ngoài ra thì mấy cái món khác thì lúc nào quán cũng có hết. Cá chạch nằm như thế lúc nào cũng có mà. Đây mùa nước nổi rồi nhưng cũng có ăn cá chạch mà giờ cũng có. Mà có cái là nó không có bự thôi. Hồi nãy cô cũng có chào hàng với hai chị em món càng cua đồng. Càng cua đồng hấp xả với lại gan muối à. Mà cô nói là mùa này thì càng cua nó không có được bự như là mùa nước nổi á. Nghe đặc biệt không? Bởi vì chị thấy cái quán địa chỉ cũng hơi khó tìm mà nhiều cô chú anh chị ở xa cũng vẫn tìm tới nha. Tại vì thích ăn đồ đồng á. Dài thì cũng hết bị dài. Nhưng mà giá cả thì bình dân chứ bộ. Ăn được. Chị Như thấy cay không? Em ăn thấy cay quá ta. Thì ở trong cái chảo nóng giống thật. Thì mình chấm cay nước nóng nữa. Thôi là hai chị em ai cũng biết ăn cay hết trơn. Không muốn gì nhiều nha cho nên. Dạ. Theo kế hoạch thì hai chị em dự định bữa nay sẽ làm việc nhiều thứ lắm. Nhưng mà ghé đi không là hết một buổi luôn rồi. Hiện giờ là cũng hơn 11 giờ rồi của chú anh chị. Đó rồi mình cả dài đường tỉnh Biên nè. Mình coi có món gì lạ không, quay lại cho cô chú anh chị coi. Hai chị em dán tung tăng bữa nay nữa là bắt đầu. Dán chơi bữa nay nữa đi. Dọn dẹp nhà nghe hình như chị biết là một cái chỗ mà bán bánh mứt này kia nhiều lắm luôn á. Ở đâu? Tứ Sơn. Vậy hả? Cho tôi lại. Tứ Sơn là nằm ở đâu? Ở bên Châu Đốc á à. Cái đường lên Châu Đốc á. Châu Đốc. Cái siêu thị đó đó cô chú anh chị là bán bán cũng như là chợ Tân Biên vậy đó. Nhưng mà giá cả thì người ta đã kê sẵn hết trơn rồi. Nên là mình không có bị sợ là bị mua nhầm giá hay là mình thách giá gì trơn á. Chứ lại là vô chỗ mình có thể thoải mái mình lựa chọn luôn á. Chứ không có phải là mình sợ vô mình coi mình thử rồi mà mình không mua được á. Thì mình thấy rất là ngại. Còn trong siêu thị là món nào mình thích thì mình mua. Giữ là cái đường tỉnh Biên thì mình chạy thẳng ra ngoài Châu Đốc. Nếu mà còn sớm thì như sẽ ghé đó. Ghé đó như thấy mua đồ rất là dễ luôn á. Như lên siêu thị đó như thấy bán giá cũng được, cũng rẻ. Rồi thì hai chị em như cũng tắm được cái quán lề đường này cả nhà. Thấy có bán bánh bánh bò hút nốt với là nước hút nốt nữa nè. Ở Tân Biên với Chi Tôm á, mà kiếm cái gì giải khác thì mình không thể nào bỏ qua nước hút nốt nha. Này là tiếp tục uống nước hút nốt nữa. Chạy dài cái đường này là toàn bán nước hút nốt. Ở đây cũng thấy là cô có bán bánh bò hút nốt này cả nhà. Này là cũng đặc sản ở Tân Biên, Châu Đốc. Ồ bánh này mua thử hai cái. Mua thử hai cái đứa cái ăn ha. Bánh này mình hấp trong đây nó nóng nóng ngon cái ngon lắm. Ở này được làm từ đường hút nốt ở cái nhà cái gì là cái bánh vậy. Không làm từ cái trái hút nốt chín luôn nha. Ê con kêu nước. À chị Như uống gì? Uống hút nốt nữa vậy? Uống hút nốt đi. Cái bánh này là hút nốt mà. Cái quán ven đường nha cô chú anh chị, bởi vì xe chạy hơi ồn nha. Ở đây thì có các loại đường chải nè, nước màu. Đường bánh xe là tất cả đều là từ hút nốt. Cái này nước màu này mình làm từ đường hút nốt luôn. Nhắc tới Tịnh Biên và Chi Tôm là không thể nào mà không nhắc tới hút nốt. Để dài đường là toàn là hút nốt. Bánh bò mình bán bao nhiêu một cái bà? 4 ngàn. Có 4 ngàn hả? Rẻ quá vậy. Ngon lắm, thơm ngon. Dạ để con ăn thử một cái trước cho con chú ăn. Con nghe nói là mình làm từ chết hút nốt.
Dạ, từ trái xuống lúc chín đó. Là bánh này bà làm nhà luôn hả? Hay bà đặt bánh này ta? Làm nhà. Ôi, của con gái làm luôn. Cái gì cũng tặng dụng đường đó, đường đó. Hủ nó cũng có một mà cái hiệu có hiệu ràng ràng. Cái đường cục này cũng ngon lắm. Lấy cái sản phẩm này là bà lấy của người ta hả? Mà lấy của người ta. Lấy của người ta về bán cho bà. Có bánh với lại nước thì mình tự làm nhà. À, nước cái gì lấy đó, đó ta mới lấy để thùng nè. Dạ. Chở ra đó, nó bắt vô ra. Cái hùng này lấy trên cây ra đó hả bà? Ừ. Ta là ta lấy rồi ta nấu. Dạ. Ta nấu cho đừng có bọ. Dạ. Còn con không nấu là nó có bọ. Dạ. Dạ. Rồi. Dạ. Tôi thấy mấy cái giọng của bà cũng muốn ngủ ghê luôn. Để giờ ra buồn ngủ. Nằm nghỉ uống nước rồi nằm nghỉ đi con ơi. Dạ. Con đi xa gặp cái giọng cái thèm giọng thèm ngủ. Ở miền Tây này là coi cách làm bánh đó. Ừ. Dễ con ơi. Con trái thuốc lúc chín nha. Mua tới 10 ngàn trái nè. Bây giờ nó hơi rẻ rồi. Cái con về, cái con lột cái vỏ ngoài ra, cái con mấy màu ra. Màu ra cái con lột. Lột là cái con xe bộ. Lột được gạo ngon nha. Đường cũng ngon luôn. Ở đây à. Dạ. Cái con mấy con mấy để đường vô. Để đường vô để cái trái thuốc lúc vô. Cái nó búng 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 tìm lên á. Đã bắt đầu cũng đổ. Cái trái thuốc lúc chín năm mình mua dễ không bà? Dễ. Thương bà quá chia sẻ hết trơn luôn. Có gì làm thử hỗ trợ học nghề. Không không đâu có gì. Nói gì chứ mua thuốc lúc hả chú? Dạ cái 4 ngàn. Con lấy à, con lấy hủi rồi chứ. Rồi anh mua chục cá luôn rồi bà ơi. Đem ra ngoài nghe nè. Ủa con rồi gọi hả bà? Chưa chưa nước. Đây là 2 ly thuốc nốt. Mà bà mới để cá vô rồi bà mất đi bán rồi. Cái nước vô. Thơm không? Thơm. Nước con nóc mới á. Mới thơm á. Kẹo nè. Còn ngoài lộ nó kìa. Mình cái nhà không cảm nha. Đây. Uống đi, uống nãy ăn còn uống cái nước. Để uống trà đá. Đúng rồi, hôm đó mình không về đó. Đi chi con trên đây là mình phải uống á. Thấy nó mát á. Cô chú anh chị nha. Ờ, nó kẹo rồi. Thoải khoái. Đây là 2 cái bánh. Sau khi mà mình mua 2 cái bánh này thì đã có khách ủng hộ hết luôn cái nồi bánh của bà rồi nha các chú anh chị. Có 2 cái thôi. Mình chỉ hưởng được 2 cái này thôi đó. Nhưng mà ngon quá là cũng không còn để mua đâu. Bánh này là con của bà làm nhà đó các chú anh chị. Bà dễ thương quá trời luôn bà. Bà bán và chia sẻ hết luôn. Chỉ bí quyết luôn, không sợ mình bị không sợ bị học lén học mẹo. Bánh này á là lần đầu tiên em được ăn luôn á. Chị qua chị lại cái đường này có nhiều nhưng mà không có ghé à. Đó thì chị đâu ăn đâu. Chưa có ghé ăn thử lần nào chứ. Nó dẻo. Em cần chị cắn. Mời cô chú anh chị nha. Ngọt gắt chứ nha. Nó vừa. Đúng rồi. Nhưng mà nó dẻo ghê luôn á. Thế đó là nếu mà độ ngọt bị nhiên luôn. Đúng rồi. Nếu mình ăn mà không có ấy là không có độ ngọt. Như cái này là không có pha đường cát luôn thôi chứ. Là 100% đường chảy không. Ủa đường gì đường hút nốt á. Pha đường hút nốt mà cái độ ngọt từ chất hút nốt nghe. Không có ngọt. Là mình không có cảm nhận được cái độ ngọt nhiều. Nhưng mà mình thích ăn gì á, mình không thích mấy cái món mà ngọt quá. Cái bánh này chắc bà lớn tuổi đó con ơi. Dạ hết luôn bà. Con mới hèn đất quá. Sáng sáng giờ cũng còn một chút hết rồi. Dạ. Bắt bán mau lắm ta còn đủ đủ rồi. Hả? Từ đó tụi đâu có ăn bánh này đâu. Chưa ăn luôn nè, thấy ngon. Hết luôn rồi. Có học mình lên nè. Ba đứa đó giảng hết rồi. Dạ. Còn có mình lên hay đi cầm già rồi. Dạ. Còn Nguyễn
làm nước đó bà. Ông đi làm nước. Không. Mình thấy bà đang lưỡi hổi thấy hơn ghé vô ủng hộ bà. Bánh ngon đó bà. Dạ. Nó không có bị ngọt đường á. Trời cái gì mà có 4.000 cái. Nãy bé còn nhiều mua nhiều ăn. Bởi người gì hết chú luôn ủng hộ hết rồi. Sao bánh này ngon. Phải mà còn thì như có mua gì cho gia đình. Nhớ bé đi ủng hộ quá. Dạ. Dạ. Có gì bà cũng ghé đây nữa. Mới đi đường này hay sao? Dạ, dạ mấy con ở dưới có chỗ Thành đó. Thành đó, dạ. Con lo mới có dịp lên. Cái Thành ở dưới Long Xuyên hả nào? Dạ, dạ. À. Chưa tới Long Xuyên. Ừ, nghe ăn hay quá, xích cái nỉa con ta luôn. Mà mới không có đi trên đây rồi, con nhớ quán này rồi. Đây con dọn ghế đó, ở bên đây có cái lưu nước đó, để cho nước đó. Dạ. Chỗ bên đây để những gì tên. Dạ, dạ. Đó, ông bà làm phước dữ. Nhà ông luôn. Ờ, gần 20 năm mà con mơ hay căn nhà. Dạ. Ở đó còn ba đứa con gái. Còn ăn nè. Dạ. Đã hết rồi, bây giờ cái mẹ con. Dạ. Chưa. Dạ. Không có đi ra ngoài đường ăn này ăn nằm ở đâu. Dạ. Không có tính tiền nữa đâu luôn. Mình ăn nhau đạm cãi mà. Đạm mà. Đạm mà. Đạm mà. Ngủ rồi được kia vậy. Cho bà. Vô uống nước thêm không? Uống nhiều quá rồi, mình đi đường xa. Đi chợ Tân Biên hay chợ nào con? Dạ, con tính đi hồi sáng không có đi chợ Tân Biên á. Dạ, rồi con đi ăn ở trên đây nè bà. Đang ở trên cầu Nhà Sư á. Con chút nước mới nè. Bữa đó con mới mua ở nhà con. Dạ, dạ. Bà không muốn đi chưa to con mua về quá trời luôn. Dạ. Yeah. Cho phải khoái. Cái nước mới rót vô uống nó ngọt không? Không. Nhưng không có thích ăn mấy cái nước ngọt không? Ngọt mà ngọt, ngọt chắc. Nò nê vậy đó. Dạ, càng muốn ngủ nha. Ngủ dắt đi chiều về. Rồi sau đó Hà Trang Như sẽ chạy dài dài ra ngoài Châu Đốc à, có thể là sẽ ghé siêu thị Tứ Sơn để mình mua được một ít đồ về chưng Tết nha. Thì mong là cô chú anh chị sẽ đón xem cái video clip tiếp theo nha. Rồi thì Như xin kết thúc video clip tại đây. Cô chú anh chị ở đằng sau. Bye bye.